Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh hai em bé đang đạp xe đạp này. Hãy cùng tô với mình nha. Bé trai này mình tô bộ đồ quần yếm này, quần lông nha. Tóc này mình tô màu đen nha các bạn. Bạn đừng theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chiếc xe đạp mình tô màu xanh nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video nhé. Sẽ tô những bông hoa này màu hồng. Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh hai em bé đang đi xe đạp này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha.
Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.